nay trong hôm thì mỗi bà con học cái phương về mỗi cái sinh động cái gì được đưa ra vào các bộ rễ đã được phân công vào các khu quan nhân nơi mà các bộ hoạt động con thấy qua tại trên phần lợi cho bà con góp phần gỗ nhắc cho các bà con là ta lưu ý ta lấy tập trung cả những phần lợi cho các bà các bộ rễ tính tích cả kẻ ra kẻ đội để lúc lâu về nhân lẫn xô đẩy lấy góc thành ý tư trang của bà con. Lúc đầu mọi người chúng ta về để mỗi lần nêu cao cảnh giác tuyệt đối không mang hành lý tư trang của mình vào khu vực cửa mẫu, nhất là đồ trang sức giấy tờ tùy thân của bà con cất gửi ra ngoài cho người trông coi. Mong các bạn về để mỗi lần lưu ý cho và nếu ai có lòng thiện tâm có đức tín cúng vào việc tu sửa cửa đúc mẫu là xin kính mời đến các chủ nhà hoặc đến các bạn khi có đức của nhà đền để đi lên vào giấy công nhận. Tiền rồi nha, mà xin quý khách tự đem bình bỏ vào trong phòng kép. Đây phủ chính các bạn nha, chúng phủ đang quay trực tiếp, khách thập phương đang về lễ mẫu chợ Việt, chợ đầu xuân, chợ cầu may. Mua may bán rủi. Chào tất cả anh em, chào các bạn. Một số bà con anh em có khả năng chưa biết chợ Viềm của đây. Mới bốc ta. Mai em theo vào khu với Quyết, à chào Quyết nhá, ok không? Đây phủ chính Thiên Hương bạn nhé. Hả? Đang quay cho anh em xem chợ Viềm. Đi ra vườn cây chợ cây chơi tí. Em còn rẻ, dẫn bố đi. Ôi xe máy à? Đi bộ đi con ơi. Để xe máy đó trong về nhà đi. Ê, bố đứng ở đây bố quay tí nữa ra. Trời hôm nay mưa mặt kính hơi mờ tí các bạn nhá. Kính hơi bị mờ tí. Vào cung mẫu mới nhiều lộc. Chào Quyết nhá, ok không? Anh vào đêm hôm sang canh rồi. Chào Tuân nhá, ok chào Tuân. Đây chợ Viềm đấy. Hôm nay tuy là người thật ta không tổ chức họp chợ, thế nhưng mà khách thập phương đến cũng khá đông. Vẫn đông mà, vẫn đi đông mà. Đây là phủ chính các bạn nhé. Xin chào anh em đang xem, chào các bạn. Chúng phủ đang quay trực tiếp chợ Viềm Phủ Dây. Hồ cá sao anh hồ cá thì anh em vẫn câu. Cái anh em vẫn câu thì anh đi thôi. Còn anh đi du xuân đi, ra mua tí thì lấy lọc. Năm nào mình cũng phải đi mua một chút cây cảnh để lấy lọc. Con chưa đi chợ Viềm. Ôi giời, chợ Viềm ngay đây huyện Yên mà lại không đi thì bình thường quá vậy. Đây khách thập phương mãi, đâu người ta đang về đây Nam à. Đông lắm. Hôm nay là nó người ta không tổ chức lễ chợ Viềm. Người ta chỉ mở cửa cho khách hành hương về lễ thôi. Anh chào trưởng nhá, ok em. Ok, chào anh em. Đi con này. Hai bố con lang thang là chợ tí xem.
đi thẳng Đà Lạt. Chào anh em, chào mọi người ạ. Vâng. Con rể đang chào các bạn. Chào mọi người. Mọi năm thì đông lắm, mọi năm giờ thì chen không hết người. Ngoài cái đường ngoài kia là ô tô tắc. À đây à. Em chào anh, ok, chào thắng đá nhá, ok em. Quay cái đỉnh. Quay cái đỉnh đồng. Đây cái đỉnh đồng các bạn. Đỉnh đồng này nặng 9 tấn. Hai con hạc, hai đôi hạc không kể. 9 tấn các bạn ạ. Này là nằm trước cửa Phú Chính. Hồ này là hồ tròn hình tròn. Tụ thủy các bạn ạ. Hồ này là hồ gọi là hồ tụ thủy. Chào Dương nhá, ok Dương. Đang lang thang ở chợ một chút. Xin chào tất cả anh em đang xem. Một số anh em không đi thì chợ Viềng, mình quay một đoạn cho anh em xem. Năm nay do tình hình Covid cho nên là không tổ chức chợ các bạn nhé. Nên là hàng quán năm nay là thì chỉ cho bán ít một đoạn thôi. Chứ mọi năm thì chợ cây nó phải mấy cây số, chợ cây cảnh. Mua mẫu đơn về. Cây cảnh. Đam mê nó bất tận. Vác trên vai. Đấy, chanh các loại cây. Mua lấy lọc mẫu. Gọi là mua may bán rủi. Chợ cầu may mà các bạn. Chào tất cả anh em đang xem, xin chào mọi người. Tối nay trên hồ, tối nay bình thường lắm Dương ơi. Bình thường lắm. Anh em đi chợ hết rồi đâu. Các cần thủ đi chợ hết rồi. Đi chợ việc hết rồi. Quay hàng cái cảnh rất tiếc là hôm nay trời mưa cho nên là mình quay video nó không được nét. Tại đâu? Tại đợi là tiền nước đây rồi, nó đây rồi. Nơm giá. Nơm giá này được cả muối. Rất hay. Ô Hoàn á, bán đây à? À quay. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Ê. Ông chủ ơi. Đeo khẩu trang đi. Đây là anh bạn ngay bên cạnh nhà đang bán cái đồ nơm giỏ này. Rất hay. Cây mộc các bạn nhé. Mộc hương. Mộc hương đỗ quyên. Đỗ quyên đúng không? Đây là hoa hồng. Đây là đỗ quyên. Hoa hồng. Ờ, bán đây ạ. Bán tốt không? Chào anh em nhá, ok. Ờ, chúc anh em trôi hàng nhá. Bây giờ cần mấy là đẹp thế. Ờ, chào em, chào các em. Anh quay tí nhá, ok. Xin chào các nghệ nhân cây cảnh. Đây. Tết cây mai. Tớ đi đây. Mấy củ nhỉ? Ừ, con này đẹp thế, con mai đẹp thế. Mai. Hôm nay nở rực luôn. Hạt rẻ các bạn nhá. Rất nhiều quầy hàng các bà con. À, quay để mua. Rất đông người mua các bạn nhá. Các bạn xem khách mua rất đông. Ngồi may bán rủi, kinh doanh buôn bán là người ta phải về người ta xin lộc mẫu lắm, nơm lắm, làm ăn buôn bán phát lộc phát tài đấy, thấy chưa, mua rất nhiều.
toàn các cô thanh niên. Các cô này hình như người thành phố sao lại mua cả nơm cả giỏ. Đây đủ chưa? Phụ mặn đâu? Quay cái hàng đồng đấy. Công cụ nhà nông các bạn nhé, cày cuốc dao các thứ không thiếu mặt hàng này, còn mùa rất đông. Đây chợ vẫn họp hành, năm nay người ta không tổ chức đông. Hiếu ơi, tức là người ta vẫn cho đi lễ nhưng mà không tổ chức đông. Nhưng mà nếu mà cho tổ chức thì giờ những đoạn đường này thì hôm nay thì không đi được, chật cứng người. Phần áo của cho tín ngưỡng thờ mẫu các bạn nhé. Sợ Covid lắm chú ơi. Nói chung thì Covid thì tất nhiên là ai cũng sợ, nhưng đến bây giờ thì nó là bình thường rồi. Anh chào Sử nhá, à, chào Hoàng nhá, ok em. Em vừa về Sơn ạ. À? Đây đang quay đây. À, vườn chú Trương đi mua. Ừ, này. Nhiều. Đây khu này là khu này bán hàng đồ cây này là của cô con gái lớn nhà mình này, cho thuê. Cô con gái lớn của tôi đất này mình cho anh Trương ở bên Vũ Thư anh thuê anh bán cây cảnh. Khu này cũng rất rộng mà. Lắm. Trương ở đây không? Trương ơi, Trương, đây là Trương, Trương Rắn các bạn nha, Trương Rắn Vũ Thư Thái Bình. Này, ai đang Facebook của Dũng Phủ, Trương Rắn đang chào các bạn. À, ok, nó mới chúc khỏe. Đây rất đẹp hoàn này. Cố gắng đầu tư. Xanh à, phải đầu tư chứ em. Tán tầng phá đấy. Con này nó tán tầng phá đấy. Đẹp hết đúng không nhỉ? Ừ. Con này già. Con này con liền này. Con này tán tầng đúng không? Đẹp này. Đấy con kia tán tầng. Con ba vai đúng không ạ? Ừ. Đang quay khu vừa gian hàng bonsai của Trương Rắn các bạn nhé. Bonsai Thái Bình. Bonsai Thái Bình này. Rất nhiều các đại gia đang vào xem cây. Đây toàn hảo hán hết các bạn nhé. Anh nào vào gian hàng này là toàn hảo hán đấy. À, chào anh nhá. À, ok anh. Cô gái rất xinh đẹp đang xem cây. Đi con ơi, Trương ơi, anh đi đây. Trương ơi, cháu đi đây. Anh đi nhá, ok ạ. Ừ. Anh đi quay, ui còn xì đẹp thế. Xì gấu đấy. À con này con đấy chứ, con này con sộp chứ nhỉ. Trương ơi, xì, hả? À? Sộp đấy chứ nó. Con đẹp thế. Chào tất cả anh em đang xem nhá, một chuyện mọi người. Đông vui quá anh. Anh chào Yến nha, anh đang đi quay chợ Việt đây. Chợ Việt năm nay người ta không tổ chức họp chợ em ạ. Nhưng mà dân đi lễ vẫn rất đông.
sao đi người ta mua đấy. Mỏng. Tôn Ngộ Không. Mày ông nào đấy? Lang thang ở đấy nữa. Chụp ảnh. 5K. À, chụp ảnh à? Khôn vết nhỉ? À, đúng rồi, à, mấy ông này chụp ảnh à? Khôn vết. Cái này nó chúng nó đúng là nó không đúng văn hóa dân tộc đâu. Mà thế là cũng đúng. Cây si bên trong nó anh đi rồi. Anh đang đi dạo đây. Cây si bên trong em hỏi Trương Rắn em. Nam. Em điện Trương Rắn hỏi. Anh dạo này anh nghỉ bán cây rồi. Tuổi tác rồi thôi bây giờ gọi là về điểm viên chơi thôi. Đấy, các quầy hàng bán cây rất đông. Đây là người ta mua cây rồi này. Cái sung nó có khách mua rồi. Đang chở ô tô rồi. Chào Yến nhá, ok không? Đây anh có vật rẻ đây. Đang đi xem cây nào. Đang hình cây. Chào Sinh nhá, Thành nhá, chào Thành nhá, ok. Chào mọi người. Chú thì đọc comment của cháu ở trên. À, Phạm Cương à? Nó đang trôi bài rồi, đang tí nữa xem lại. Bài đang trôi nhanh lắm, nhiều người xem quá. Cương thông cảm nhá. Bài nó trôi rồi, chú đang phải máy quay. Rất đông người xem. Rất đông người mua. 100 người bán, vạn người mua các bạn nhá. Thế mới hay. Rất nhiều người mua. Cây ở ra mua rồi, đang bác trên bàn. Giờ đêm nửa đêm gần sáng mới mua, người ta mới mua nhiều. Bây giờ này, đây là cái ngã đường này, người ta đang vào, người ta lấy mẫu này các bạn. Đấy, vào đây phủ chính lấy mẫu rất đông. Đấy. Đang đi vào đây này họ bán rồi. Để khách họ mua đấy. Bây giờ nó bắt đầu người ta chờ đến 12 giờ đêm người ta lễ các bạn. Đây là bắt đầu đến 0 giờ ngày mùng 8 các bạn nhé. À, bắt đầu vào giờ lễ là sang ngày mùng 8 tháng Giêng là ngày chợ Viềng, là bắt đầu dân vào lễ rất đông. À, cái lối này người ta đang đi vào nhiều. À, đi vào, chú ý đâu đi vào. Vào lễ mẫu đó các bạn. Ôi, ông có vạ đéo đâu, uống một kít. Máu chơi như vậy, đấy, đam mê đấy, bê này về nhà. Chợ cũng đây đấy, đang quay đây Cường. Cảm ơn Cường nhá. Năm mới Dũng Phủ xin gửi lời. Đây khuẩn bao nhiêu? Này, nhiều chứ bán nhiều lắm. Gửi lời chúc tất cả các bạn trên trang Facebook của Dũng Phủ một năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Cầu lộc thì cầu tài thì đắc tài, cầu lộc thì đắc lộc. Cầu bình an, đắc bình an các bạn nhá. Ôi quay về đi mỏi chân lắm. Hả? À, tới ngã ba quay về thôi. Mỏi chân. Bộ. Ra ngã ba này xe là tắc hết. Ừ. Đông này đông. Coi vòng nó kia nhỉ? Vòng nó vòng. Vòng. Sáng nay cháu đi chợ Viềng. Nhưng bận quá nên không vào. Không vào hồ chú. Ok. Lần sau vào nhé Cường nhá. Ồ, cảm ơn Cường. Đây chú giờ chú mới về này. Ồ, câu giờ mới về đi chợ Viềng một lúc này.
xem bà con kinh doanh thương mại như nào này. Anh chào Trương Phạm nhá, ok không? Anh vừa quay gian hàng của Trương Rắn đấy, nhiều cái đẹp lắm. Đây vòng nó kia đây, vòng quay đây. Thì chỗ này là khu ngã ba, các chiến sĩ công an này, an ninh, đây chú đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho bà con đi lễ nha các bạn nhé. Chào mọi người. Ok. Chào anh em nhá. Anh đang quay các chú công an đang bảo vệ an ninh. Chào bé. Các làm nhá. Các cháu làm nhá. Chú đi nhá. Đi một vòng. Hai bố con đi quay chậm việc đi. Đây khu này là năm nay người ta không cho bán hàng các bạn ạ. Đấy, như mọi năm là hàng ở đây là dày đặc, khoảng 4-5 cây số, hai bên toàn cây cảnh hết. Nhưng năm nay vì Covid cho nên là người ta không cho họp chợ, không cho bán hàng. Xe. Bên kia nó có bán hàng đâu. Thôi về thôi. Vòng về thôi. Lực lượng giao thông các anh các chú đang điều động phương tiện giao thông lưu thông các bạn. Đi về đây con ạ. Vâng. Vòng về đi về thôi. Trên đoạn kia là đông lắm, mô tô nhiều lắm này. Đứng hai bên đường đây rất nhiều xe. Đấy, mỗi năm ở khu vực này là bán cây cảnh hết, cây cảnh với lại đồ dân dụng, cây bừa cuốc xẻng đủ mọi loại, không thiếu cái gì về phục vụ cho nông nghiệp. Nhưng năm nay là không có Covid, có Covid nên là khu vực sân phủ này là sân chợ này là không họp chợ. Khu vực bên này là khu phủ chính các bạn nhé, phủ chính Tiên Hương. Bà con đi lễ thì chủ yếu là người ta lễ phủ chính nhiều, rất đông. Đặc sản quê hương Phủ Dày các bạn ạ. Bánh giò kẹo kẹo giò nhá, trực tiếp làm các bạn nhá, cực kỳ ngon. Chào các em nhá, chào các cháu nhá. Kẹo kẹo ngon. Người dân của Kim Thái Kim Hương tự người ta làm hết, tay nghề rất xanh điệu. Bắt giỏi vết nhá. Thế à? Hả? Hay ạ. Vừa đi về tí để ra quay chợ cho các cháu, quay các cháu tí cho. Ok này, toàn dân Tiên Hương các bạn nhé. Rất thành điệu. Ngon chưa các bạn? Lạc này chuẩn, cực kỳ chuẩn luôn các bạn nhé. Không bao giờ có một cái nhân nào nó bị lỗi các bạn nhé. Người ta chọn từng nhân một đấy.
liên lạc ấy, nó không không bị ấy. Kìa, quay quay em, quay kéo kìa. Ngon chưa các bạn, thấy ngon không? Ngon chưa? Đấy. Ôi đây, kiểu, rồi kiểu lạc là hiệu này. Xuân Thao. Rất sành hiệu. Trai phủ giày giỏi thế. Chào em nhé. Cô gái rất xinh đẹp, phải bán hàng hết rồi. Ơ chú đi đây. Anh em làm nhá. Ờ ok. Đi bác ơi. Tự tay người ta làm hết rồi. Đóng thành gói đây. Alo. Này gói các bạn ạ. Alo. Bao tiền gói này cô? Gói này 25.000 ạ. Gói này 25.000. À. Gói này bao nhiêu tiền ạ? Khách người ta đang hỏi mua đây. Biết rồi. Đây. Đấy, tay người ta làm giỏi không? Các sản phẩm. Không, không. Cơm cháy, cơm cháy. Ê. Em vừa ngồi trong phủ, ra cho bác sứ thì em biết ngay các tiếp trưởng này. Chẳng bán. Vâng, em bố em một chút đây ạ. Gì đấy? Ok anh, dạ dạ anh. Chợ viếng hôm nay người ta không họp chợ em ơi, đỉnh ơi. Không họp chợ người ta chỉ cho lễ thôi. Cũng có đôi lúc tắc đường em ạ, chiều thì thôi. Rất nhiều anh em đang xem. Trên đấy vẫn mở cửa chứ. Mở cửa không, người ta không cho họ bán hàng nhiều. Người ta cho bán một số mặt hàng thôi. Chứ họ chứ năm ngoái thì nhiều mặt hàng lắm, năm nay người ta cũng tổ chức. Làm gì mà đông em lưu à thắng nay có đông đâu, mọi hôm mọi năm bằng giờ thì tắc đường rồi, năm nay bình thường thôi, mọi năm như tầm giờ này là tắc đường này. Anh chào một giám viện nhân viên nhá. Ok em, cảm ơn em nhá. Anh đang đi quay chợ viếng em này. Chợ viếng năm nay người ta không tổ chức to như mọi năm vì nó do Covid. Đây thịt bê nướng mì thui các bạn nhá. Đặc sản Phủ Dây đây. Rất ngon các bạn ơi. Có vẻ trực tiếp Phủ Dây thì mới biết được gia vị của mùi thịt bê các bạn nhá. Ta làm rất cẩn thận. À, chào cháu nhá. Ok. Em chủ đây. Đi chợ viếng các bác anh em các chị có điều kiện nên mua lên một vài cân thịt bò về làm quà. Nếu mà nói thịt bê thì chắc là không ở đâu ngon vào Phủ Dây. Ngon lắm. Bạn nhìn thấy làm kìa, phải làm không? Rất đông à, bạn ăn. Bánh cuốn này, bánh cuốn chán trực tiếp luôn. Các cửa hàng cây cảnh lúc nào cũng đông, lúc nào cũng người mua, bán tốt hết, bày sạch nách màng, bán cây luôn, bán cây. Đặc sản Phủ Dây các bạn nhé. Đoàn bàn tay
người dân Phủ Dày người ta trực tiếp người ta làm rất ngon các bạn nhá, rất giỏi. đang quay live stream trực tiếp. Ok. Bao nhiêu con bê. Bê thui đặt ngon lắm. Anh chào Điệp nhá. Ok em, anh đang quay trực tiếp em ơi. Đây là gian hàng này, là gian hàng bánh kẹo của Xuân Giáp. Xuân Giáp nổi tiếng nhất đất Phủ Dày các bạn nha. Lê Giáp xin lỗi các bạn. Đấy, ông chủ đây. Mà ông chủ lớn này, kiểu bánh kẹo rất lớn các bạn nha. Cung cấp đi các tỉnh các bạn. Chào Giáp nha, xin chào mọi người. Chào các em. Gian hàng rộng lắm. Bánh kẹo rồi, cái này kẹo rồi các bạn. Ăn rất ngon. Xem ạ. Đặc sản luôn. Chủ Lê Giáp. Anh đi Lê Giáp ơi. Anh em làm nha, chị em làm nhá. Bạn nào đầu năm mới mà bình luận trên trang Facebook cái câu này là không được đâu nha các bạn nha. Mình chơi lịch sự chứ không văng tục văng gì trên mạng Facebook đâu. Bạn mà không hạ cái bình luận này xuống mình sẽ chặn luôn Facebook của bạn đấy nha. Mình đã chơi chứ mình đã nói là các bạn trên Facebook rồi, là những câu mà ngôn từ trên mạng là phải cẩn thận. Mình chú gì đây, Đoàn Thị Đại Bảo, Đoàn Đại Bảo không ăn thì người khác ăn nhá các em nhá. Của Ngọc Thực đầu năm mới là mình nói thế là không được. Đã lên trên mạng, trang mạng xã hội là các bạn cẩn thận. Con người mình làm ăn hẳn hoi thực tế là nó phải thế. Đây, anh em giờ muốn này rất đều đưa chứ gần. Chào Tín Yến nhá. Đây người ta đi lễ Phủ Dày đấy em. Lễ chợ Viềng đấy. Đi lễ cầu may các bạn nhá. Cháu đứng sau để chúng ta. Ôi, Chiến bảo nay bác cũng rảnh ý à? À Chiến á? Ờ đâu đang, chú đang quay trực tiếp đây, ông đang quay trực tiếp đây. Hôm nay cần thủ là gọi là thánh móm. Mày bảo là không biết là đã mang được con cá tuyết đây. Con rẻ đó, nó mang cho con cá nào về ăn chưa? Nó chuyên có đi mua tôi về, nó biếu bố vợ, mẹ vợ đấy. Cháu Đình Cường nhá. Ok, bà con anh em người ta đến lễ cầu may đầu xuân. Xin chào tất cả anh em. Yếu này khéo lắm. Dịch mà vẫn đông vậy. Cảm ơn Đình Cường nhá. Hay sang lấy cầu. Em nghỉ là em lại chạy ra ngồi tí đỡ buồn mà. Ờ chú đi nhá. Bác đi à? Ờ đi à. Nào chị em chuẩn bị lộ hành du xuân nào. Đông thế. Bán đồ này. Đồ này rất đông. Bán đồ. Đồ dùng dụng cụ ô tô xe máy đây đúng không? Cần mua tô VIP, mua đúng không? Đông này, đồ bãi rồi, toàn đồ tốt rồi. Đúng đấy. Vâng. Hôm nào vào đây là biết dùng hàng đấy. Toàn hàng bãi rất đẹp, hàng rất chuẩn. Ừ.
Anh đâu nào, hôm nay không họp chợ em ơi. Huy ơi, hôm nay người ta không tổ chức họp chợ em ạ. Người ta chỉ cho khách thập phương về lễ thôi, chứ không tổ chức họp chợ. Chào chung nhau, ok em. Anh đang quay chợ đấy em. Ta chỉ cho họp bán hàng từ chỗ đình là vào thôi. Bây giờ đi lễ là chủ yếu là thanh niên là nhiều. Còn thanh niên thế là đủ rồi. Gian hàng à, chào các bạn. Gian hàng là chuyên phục vụ khăn áo hầu để phục vụ tín ngưỡng thờ mẫu các bạn nhá. À Duyên à, bà chủ đấy. Bà chủ rất xinh đẹp, bà chủ rất xinh đẹp đang chào các bạn nhá. Cái này là Duyên, Nguyễn Duyên à? Cháu là áo hầu Thao Duyên. À Thao Duyên, xin lỗi. Về lại chim hồ đi. À chào anh Trần nhá. Chú đang đi một lát nữa chú mới về hồ được. Anh em đang câu đấy, đang quay một gian hàng khăn áo hầu của Thao Duyên, rất lớn các bạn nhé. Ôi chú đi đây. Đấy. Đi đây. Để. Chào Duy Vũ nhá. À, xin chào bà chủ nhá. Đây đồ đồng các bạn. Rồi bước đi hàng đi. Chưa. Gian hàng này gian hàng chú bà. Thôi em à, chào các em nhá. Hả? À, mày, ta đang làm kẹo lạc là mới lạ, năm nào ơi, cũng vậy mà. Anh đáo về tí thì quay tí cho anh bà con xem. Xem chợ Viềng như nào. Rất tiếc là năm nay người ta không tổ chức họp chợ. Thôi về đây này luôn. Gì này? Không. Này, một cô gái hôm nay làm cái dịch vụ hay đấy nhỉ. Cô gái rất xinh đẹp đang chụp mấy ca mấy ca mấy ca cơ. Mấy ca không có tiền à? Ngon. Chết. À bạn A rồi, đầu năm mua muối cuối năm mua vội. Ok, tôi cảm ơn. Ok, thank you. Mọi người 10.000. Tớ mua rồi. À đây là người ta bán muối. À. Rồi rồi, đầu năm mua muối mà cuối năm mua vội. Đầu năm người ta bán muối. Khôn phết đấy. Hồ Vương. Mấy hôm nay khôn. Em ơi. Lễ hội thì nó đủ mọi các thành phần. Rồi, bắt đầu mình đang về tới khu vực phủ chính rồi. Đây phủ chính các bạn nha. Dạ. Phủ chính phủ đây. Rất tiếc là năm nay xã huyện người ta tạm dừng hoạt động chợ Viềng, người ta chỉ cho khách vào lễ thôi. À, chào anh em nhá, chào các em nhá. Đây. Tôi về được tiền rồi. Hả? Gần bố quay rồi. Nó sáng quá, khó quay lắm. Sáng điện sáng rồi quay à đâu. Phủ chính. Đây là cổng chính các bạn nhé. Cổng chính vào. Đi.
Bên này là bên lâu cậu. Lâu cô đối diện bên kia. Đây bắt đầu vào cửa phủ chính các bạn. Phủ chính Tiên Hương. Khu vực của mẫu hiện nay bà con khách thập phương về mỗi rất đông. Tình hình lực lượng anh em công tác bảo vệ mẫu cũng ban là năng nổ hoàn toàn qua thái cung thần trên thân lợi bà con cũng góp phần ủng hộ. Cũng mong các đoàn về có đâu lưu ý là nhắc nhở nhau nêu cao cảnh giác tuyệt đối không mang hành lý tư trang của mình vào khu vực của mẫu, nhất là đồ trang sức giấy tờ tùy thân của bà con cất ở bên ngoài cho người trông coi, tránh tình trạng trẻ gian trà trộn lợi dụng đông người chen lấn xô đẩy với các hành lý tư trang của bà con. Mong các đoàn về có đâu lưu ý đó. Và đó là một lòng thiện tâm công đức kính cũng có việc tu sửa ở trong mỏ được xin kính mời rồi, xin chào anh em nhé. Cụ phủ xin kết thúc livestream. Em quay đây, đây bà chị. Phủ nhang phủ chính các bạn nhé. Em đi quay bốn quanh chợ viếng nè, đông đấy, không có gọi là được. Thì nếu nó tất nhiên là nó không thể như như mọi năm rồi. Đây là các anh công an đang bảo vệ an ninh cho phủ giày các bạn nhé. Các bác làm việc coi 24/24. Dũng Phổ xin kết thúc live stream. Chào các bạn. Chào các em nhé, chào các cháu nhé. Anh em ngồi uống nước. Chúng vừa đi live stream, đi quay một vòng.